anh nhỏ. Một người mẹ trẻ đang chờ đợi đứa con thứ hai chào đời. Khi biết được đó sẽ là một bé gái, người mẹ dạy đứa con trai đầu lòng áp đầu vào bụng mình và cùng hát ru em gái sắp sinh. Cậu bé rất thích bài hát này với những câu ngôi sao bé nhỏ, nên hát đi hát lại nhiều lần. Chẳng may, cuộc sinh nở gặp khó khăn. Bé sơ sinh phải nằm trong lồng kính và được chăm sóc đặc biệt. Khả năng sống sót của bé rất thấp. Cha mẹ của bé hồi hộp đợi tin từng giờ. Người anh bé nhỏ năn nỉ mẹ: "Con muốn vào thăm em, con muốn được nhìn thấy em." Sau một tuần, tình trạng của bé gái sơ sinh trở nên nguy kịch hơn. Người mẹ quyết định mang theo đứa con trai của mình vào phòng chăm sóc đặc biệt. Dù cho cô y tá ngăn cản, nhưng người mẹ kiên quyết đưa con trai mình đến cạnh chiếc giường bé xíu, chằng chịt dây và ống, nơi bé gái sơ sinh đang chiến đấu để giành lấy sự sống. Vừa đến bên giường, cậu bé ghé sát tai em gái và khẽ hát: ngôi sao bé nhỏ." Ngay lập tức, bé sơ sinh phản ứng, bé bắt đầu thở cách thanh thản và bớt khó nhọc. Người mẹ dặn dụ nước mắt nói với con trai: "Tiếp tục nữa đi con, hát tiếp đi con." Cậu bé tiếp tục hát. Bé gái sơ sinh bắt đầu cử động cánh tay nhỏ xíu. Người cha và người mẹ vừa khóc vừa hạnh phúc, còn cô y tá thì sững sờ kinh ngạc. Vài ngày sau đó, bé gái sơ sinh đã có thể rời bệnh viện về nhà trên cánh tay của người mẹ, trong khi người anh của bé hân hoan vui sướng reo hò. Các bác sĩ bối rối không biết phải cắt nghĩa làm sao. Cha mẹ của bé thì biết rằng đó là một phép lạ của tình yêu của người anh bé nhỏ dành cho em gái mà mình hằng mong chờ. Bạn thân mến, chỉ khi cảm thấy mình được mong muốn và đón nhận, được yêu mến và tin tưởng, thì con người mới có thể sống và lớn lên.